Chào các bạn. Hôm nay thì mình xin ôn tập cung cấp cái đề cương môn mạng máy tính của trường Đại học Công nghệ Thông tin Thái Nguyên. Thì cái môn này mình chỉ có đưa ra những cái bài tập mà nó tương tự, nó dạng nó cùng giống thôi, để các bạn có thể sàng lọc, các bạn biết dạng để mà các bạn làm thôi. Và bây giờ chúng ta vào câu thứ nhất. Câu này nó có trong cái lần mình thi này. Địa chỉ IPv6 gồm bao nhiêu bit? A32, B48, C64, D128. Đáp án đúng là đáp án D128. Câu thứ hai, một lớp mạng con ở lớp C mượn 2 bit để chia sứt nét thì sứt nét mask là bao nhiêu? A 225, 225, 224.0, B 225, 225, 225 chấm 192, C 225, 225, 225, 240. Thì ở đây cách làm chúng ta làm như thế nào? Đầu tiên ta thấy sứt nét của lớp C sẽ là 225, 225, 225.0. Tuy nhiên lớp C này nó byte byte mà ở hệ số hexa nó nằm trong khoảng từ 192 đến 223. Cho nên ở câu này thì ta sẽ không loại được đáp án nào hết. Tuy nhiên ở đây mượn 2 bit này. Ở đây nó có nói cụ thể là mượn 2 bit để chia sứt nét. Thì ta phải giải cái này là sai rồi, chắc chắn sai rồi này. Đầu tiên sai rồi ta loại, bởi vì mượn 2 bit mà đằng này nó chả mượn gì hết. Cái thứ hai ta phân tích ta thấy là 192 đổi ra được bao nhiêu nhỉ? Ta đổi ra ta thấy là nếu như mà vì 11 và 4 có bao nhiêu số 0 đấy thì nó bằng chính là 192. Cho nên trong trường hợp này nó đúng, bởi vì ta đang mượn 2 bit của nó đây, 2 bit là số 1 và số 1 đây. Đúng không? Còn 240 thì nó lại khác rồi. Ta sẽ thấy là vì 240 nó chính là 1111. Không 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 không. Không. Bằng 240. Như vậy ở đây nó mượn cho 4 bit luôn. 1 bit này, 2 3 4 này, mượn tới 4 bit. Cho nên ta loại đáp án này, ta chọn đáp án đúng là đáp án B. Câu thứ ba. Hớt là thiết bị hoạt động ở tầng nào của mô hình OSI, nó ở tầng vật lý, tầng data link hay là tầng transport hay là tầng network. Tầng network là các bạn nhớ là tầng thứ 4, tầng transport là tầng thứ mấy nhỉ? Ở video trước mình đã chỉ cho cách thuộc các tầng mô hình OSI rồi đấy. Các bạn xem lại cái thuộc mô hình này. Và hớt thì ta nên nhớ là hớt nó là một cái nối nhiều máy tính hoặc là thiết bị mạng khác nhau để tạo thành một mạng phân khúc duy nhất ở trung tâm. Phân loại là nó là một layer thiết bị trong mô hình OSI, nó tại lớp vật lý trung tâm có thể hỗ trợ rất rất ít trong mạng. Như vậy nó ở tầng vật lý. Ta chú thích là nó là một cái hộp nối nhiều máy tính.
nó dùng máy tính để tạo thành một mạng phân khúc duy nhất. Tạo một mạng phân khúc duy nhất trong một cái trung tâm hệ thống. Và nó là một layer thiết bị trong mô hình ODAI. Nó tại ở lớp vật lý. Nó nằm tại lớp vật lý. Trung tâm có thể hỗ trợ rất ít trong mạng. Ok chưa? Đấy. Sang câu thứ 4, địa chỉ nào sau đây là địa chỉ hoàn ba của mạng 192.168.25.128 chia cho 28. Thì ở đây ta lưu ý một điều. Mạng này thì ta thấy 128 trên cho 28. Ở đây ta nên nhớ 28 nghĩa là ta mượn đi 4 bit đúng không? 28 2 mũ 4 bằng 16. Hai mũ 5 thì bằng 32, như vậy nó vượt quá rồi. Ta phải dùng 4 bit. Như vậy là có nghĩa là ta mượn, ta giải này, nghĩa là ta chia cho 28, nghĩa là mượn đi cho nó là 4 bit. Bốn bit đúng không? Như vậy số nhà của nó sẽ là 28. 28 chia cho 24 đúng không? Vậy là 28 chia cho 24 bằng 24, tức là bằng 16. Mạng kế tiếp của nó như vậy, mạng kế tiếp của nó sẽ là 128 cộng cho 16 và bằng 144 đúng không? 144 mà boss DK của mạng kế trước ấy, tức là mạng của 128 thì bằng như vậy, thì boss của mạng kế trước, tức là mạng 128 ấy, sẽ bằng là 144 trừ cho 1, tức là bằng 143. Như vậy ta chọn đáp án nào? Đây, đáp án này là đang đúng. Nhớ cách lý giải nhé. 28 như là 4 bit, mà số gia ta sẽ được là 28. Chia cho 24, tức là 28 trừ 4 ấy, sẽ bằng là 24, tức là bằng 16. Vậy mạng kế tiếp sẽ bằng 128 cộng cho 16 thì bằng 144. Bót cạc của mạng kế trước, tức là mạng 128 sẽ bằng là, cái đây chính là cái bót cạc của mạng kế trước này. Đấy. Cho nên cái mạng tiếp theo nó sẽ là 144 trừ cho, xin lỗi, 100 trừ cho 1 là 143. Đấy. Câu thứ 5, địa chỉ của bót cạc ở lớp 2
Ở đây thì các bạn đọc thử xem đáp án là đúng không? Thử đọc, thử tính toán xem đáp án là đúng. Ở lớp 2, như vậy bốc cả ở đây đúng chính là đáp án D. Nó chính là, cái này chính là đấy. Đấy. Chuyển đổi từ từ hệ xa ra ra hệ số mà nhị phân nó ra như thế này. Đấy. Vậy bây giờ sang chúng ta cũng sang câu 6. Bộ mạng lớp C mượn 5 bit để chia sợi nét, sợi nét mask của nó là bao nhiêu? Ta trở lại kiến thức ban nãy, lớp C chính là từ khoảng 192 đến 223 để chia đi nó. Và bài đầu tiên của nó là chính là 202 sợi nét mask chính là 225 225 225.0. Vậy ta ở đây ta loại đáp án nào? Ta loại được đáp án A rồi. Đấy, ta loại luôn đáp án B này. Còn lại đáp án C và đáp án D thôi. Ta cùng nghiên cứu xem thử nó là đáp án nào. Ở đây ta sẽ chọn đáp án C. Vì sao chúng ta chọn đáp án C? Tại vì là có lý giải như sau. Lý giải thì mà 248 nó sẽ bằng là đấy, nó mượn tới 5 bit luôn. Nó mượn tới 5 bit số 1 luôn em. Đấy. Và đấy, chuyển ra hệ nhị phân nó như thế. Còn 128 thì nó lại khác rồi. Này các bạn tự bấm máy tính nhé. Tự xem tự biết nhé. Đấy. Và chúng ta kết thúc. Thông qua 6 câu này thì các bạn khi mà gặp đề, các bạn trúng đề, các bạn có thể làm được đúng 2 câu. Hai câu trắc nghiệm. Và mình xin kết thúc tại đây nhé.